Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Nam ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một video nhỏ cho anh em xem. Và anh em cũng đã xem sơ qua thì lúc trước Khải đã đọc gia truyền Hồng Mỹ Hiệp Cốt của Khải đã lên cấp 3 rồi. Bây giờ ngày hôm nay Khải sẽ cố gắng đọc lên cấp 4 nè. Sau một thời gian khá lâu thì Khải tìm được 20 giai thường nè mà. 20 giai thường mà Khải làm phôi á, làm thô á, thì 20 giai thường sẽ ra được 20 cái thô này. Và bây giờ Khải ép thì mỗi lần ép sẽ tốn 10 thô nha Nam. Thì ngày hôm nay thì Khải sẽ đọc 2 lần. Liệu có lên được cấp 4 nha Nam. Anh em cùng theo dõi ủng hộ cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Mong cho lên cấp anh em ơi. Chung đọc mấy cái này ai cũng muốn lên cả anh em ơi, không ai muốn xịn anh em ơi, xịn tốn tiền lắm anh em. Rồi bây giờ đi đổi ít xu ạ. Xu nè. Rồi. Xu thì từng các kiểu rồi. Rồi. Vô. Trước đọc lên 3, đọc lên 4 mấy lần xịn rồi anh em ơi. Lần này tiếp tục lần 4 tiếp theo. Và đọc cho chiền tiếp theo. Nè, chặng 2. Đổi Hồng Mỹ Hiệp Cốt và Nhu Tình. Anh may mắn vào á. Anh may mắn vào á. Được rồi, hãy coi có may mắn gì không. Thiên Sơn nè. Quá tử à. Ok là mình quá tử đi. Anh em thích anh may mắn luôn. Anh may mắn luôn cho anh em xem luôn. Là mình quá tử 60 xu. Rồi, nó thả cánh cho xe luôn. Cho nó cánh tí luôn. Mình chạy được 30 phút. À, đợi tí nha Nam. Ok. Cánh may mắn đúng không? Cánh may mắn luôn. Cánh mình quá tưởng rồi. Rồi ok. Rồi bắt đầu đi ép cho Nam. Quá tưởng rồi. Thiệt quá tưởng có này. Thiên Sơn có này. Thiên Sơn lúc nãy khải cánh nến lung linh 120 x2 kinh nghiệm thì nó có sẵn này. Không cần quá. Rồi, đọc thôi. Cố gắng lên 4, cố gắng lên 4, còn lên 5 nữa Nam ơi. Lên 4 xong còn phải lên 5 nữa Nam. 5 mới gọi là mát Nam. 4 cái tầm này tỷ lệ phần trăm có 30% lên thôi Nam ơi. 30% lên cấp 4 nha Nam. Đổi Hồng Mỹ Hiệp Cốt Nhu Tình. Ép dây chuyền Hồng Mỹ Hiệp Cốt. Ép cấp 4. Ok. Thì đổi ép cấp 4 thì có công thức nè Nam. 1 Hiệp Cốt cấp 3 này. Đó. 10 bí tịch ép gia truyền nè. 1 bí tịch ép truyền hiệp cốt A. Rồi là 5 một cả bạn nâng sâu thì là 1 chậm A. Không còn thì tin luôn. Không còn thì tin nữa mày. Thì tin không cần làm. Giờ phải cầm một phần một cái dây 4 nè. Dây 4 nè. Cầm một cái phôi 4 nè mày. Nếu lên được 4 phải đập 5 luôn. Rồi. Mong lên 4 dùm cái nè mày. Lâu quá mới đập được một cái nè. Ép Hòn Mỹ gia truyền hiệp cốt nè. Cấp 4 nè, ép lên cấp 4 nè. Rồi, đầy đủ nguyên liệu nha anh em. Đầu tiên là dây nè, dây cấp 3 nè. 10 cái phôi nè. Rồi 1 bí tịch cấp 4 nè. 1.000 vạn 500 xu. Đồ, nâng cấp thất bại. Má chùa nha. Thất bại nè mày. À, nhỏ dữ. Xa xui coi. Thất bại. Chùa gơ. Tụi này mày. Thất bại pha một một phát đầu tiên thất bại nè mày. Cần như vậy đà. Lần thứ hai. Trang 2 nè. Đập Hồng Mỹ Hiệp Cốt Nhu Tình nè. Ép Hồng Mỹ Hiệp Cốt nè. Tiếp tục lần 2. Lên dùm cái là nơ. Ok, lên cấp 4 rồi. Ok, hai phát lên cấp 4 rồi Nam ơi. Được. Lần sau cho lần 5 lần cấp 5 nha Nam. Ui. Lên nha Nam, thành công nha Nam ơi. Đẹp quá Nam ơi. Ui. Rồi, cấp 4 rồi, 37. Lô lô. Anh Tùng ơi, lấy ra cấp 4 này. Ít không em gom em đập cấp 5 tiếp anh Tùng ơi. Tại vì không kén luôn anh em ơi. Lên cấp 4 đẹp quá. 300. Thôi 500 đi. Quá đẹp cấp 500 đi luôn nè. Đúng rồi. Quá đẹp luôn anh em ơi. 500 là 1 anh em ơi. Đó. Quá đẹp. Nói chung là đập 2 cái. Đập 2 cái mà lên là thành công rồi anh em ơi. Gọi là thành công rồi. Quá đẹp. Ôi má mày chốt lẹ đi. Là tao được 500 rồi. Anh em xét hiệp cốt của Khả đây. Chung thì xét hiệp cốt của Khả thì cũng xét thường thôi. Ngọc bội này 25. Sinh lực cũng cao.
Nếu mà đỡ mát thì sinh lực là 250 là gọi cực phẩm nữa nè, là mát. Còn áo này là sinh lực 199 là mát. Phục hồi 50 là mát không nói rồi. Kháng tất cả này mát không nói rồi. Chỉ yếu sinh lực này, sinh lực không được mát thôi. Đó. Cái này thiếu 49 điểm sinh lực. Cái này thiếu khoảng 14, 13 điểm sinh lực. 14 điểm sinh lực. Đó. Còn nhà chiên này thì mới đập lên cấp 4. Giờ cố gắng là đập lên cấp 5 nha nè. Đó. Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khảo, lại chia sẻ ngồi trên thôi. Lên 5 là phải, lên 4 là khỏe rồi. 5 là mát nha nè. Hiện tại cái 5 á thì Khải đang có là một số phone như thế này nữa nè. Chắc chắn Khải sẽ có video ép lên 5 nha nè. Khải 7, còn có 7 phát nữa nha nè. 7 phát lại lên 5. Anh em hãy chờ đợi những video tiếp theo. Để Khải cố gắng đọc cái gia truyền là lên cấp 5 là mát hoàn toàn nha nè. Là lúc đó sẽ được là kháng tất cả 5. Đó, sinh lực, lực, thời gian cũng đọc. Và kèm với ngập bội này nữa thì sẽ được kháng tất cả 10 nha nè. Đó. Nhẫn này mà nếu ép mát thì sức mạnh sẽ 10. Đó. Rồi, quá đẹp luôn. Chờ đợi lên cấp 5 thôi. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video nha. Vừa rồi thì Khải đang chơi con giỏ đan nè. Nhưng mà set này thì Khải ép là đỡ Khải để dành nè. Để dành sau này cần Khải sẽ chơi thôi nè. Vì Khải về hướng nam, đồ đồ nam Khải cũng đủ đầy đủ luôn nè. Do vấn đề vừa rồi là Khải đổi nhân vật nữ á, là Khải mang cho nó đẹp thôi nè. Cho đồ nam là Khải cũng đầy nè. Đồ nam quá trời quá đất. Đồ nam Khải nhiều lắm. Đồ toàn đồ cũng tương đối đẹp. Và có bao tay thủ lý, nó thủ lý Khải đưa cho Như Hương mượn nè. Hai bao tay Khải loi, bao tay chó Khải ngỏ. Rồi, được cái danh 4 quá đẹp. Rồi đợi vô, ít hôm ép lên 5 cho anh em xem. Rồi tốn 2k vạn, 1k su là tốn ra hết mấy trăm nghìn nè. Cũng hên lên anh em đập 2k lên ok luôn, quá mừng luôn. Rồi, hôm sau mình đọc tiếp cho anh em xem. Cái tin này hơi bị thừa nha, cho việc chọn này. Được rồi. Rồi ok, quá đẹp luôn. Đã cho anh em xem sơ đồ của giỏ đan, Khả đang 5 kỹ năng rồi nè. 5 kỹ năng cũng có, 5 kỹ năng thì mới đạt được 81 rồi nè. Hôm trước Khả định chơi hiệp cốt cho giỏ đan nam thì nó sẽ được 500 máu lận nè. So với set ông bang này á thì cái trang sức nó không có sinh lực thì nó hơi bị phèn ở cái chỗ là nó không sinh lực. Khải cũng thử test thử rồi, cũng cùng một set đồ như vậy luôn, cũng set đồ nam như vậy luôn. Nhưng mà Khải đi hướng hiệp cốt á thì máu Khải lên được 500 nè em ạ. 500 máu lận nè. 500 máu lận em cũng biết là điểm tiềm năng nó biết bao nhiêu mới lên được 500 máu đó nè. Nhưng mà lần này thì Khải đang trải nghiệm cùng áo nhu tình đó. Nên là Khải cứ trải nghiệm đi, ít hôm Khải sẽ chuyển về nhân vật nam bằng áo hiệp cốt, set đồ hiệp cốt thì sẽ cho anh em biết nó mạnh hơn ăn bang chỗ nào. Tại vì chắc chắn nó hơi mạnh hơn chỗ là gia truyền cái sức mạnh quy quân, gia truyền cả máu nè. Rồi áo có sức lực cao nè. Ngọc bội sức lực 200 mấy này, nói chung là do đang nhiều đó không, đã lợi quá trời đó nè. Rồi sẽ đồ ăn bang nè. Nữ thì phòng thủ 17-20, bao tay phòng thủ lý 11-40 và đa lưng phòng thủ lý 19-20 thì có 80 chậm. Chón thì từ giày kháng họ chón 30 và vũ khí lôi sáp chón 50 thì 80 chón. Mực nạ kháng cảnh 5, trang sức kháng sức lực 200, phòng thủ 25. Đó. Cái này là phi phong 1 cấp, kèm với này 1 cấp nữa là 2, kèm với căn khôn nữa là 4 cấp, kèm với sơn hà 3 là 5 cấp như này. Đặt móc 81 vậy thôi. Đơn giản thôi. Bạc này tầm mấy tỷ à? Làm gì tới này, bạc này mấy mười mấy triệu thôi nè. Rồi. Anh em xem video đừng quên đỡ lại video ép hiệp cốt này của Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Lần sau Khải sẽ cố gắng gom khoảng 30 cho đến 40 foil nè. Thì Khải sẽ đập phát một lên 5 nữa, cố gắng lên 5 nữa cho anh em xem hoàn chỉnh cái gia truyền cho anh em xem nha. Cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho video này Khải một like chia sẻ ủng hộ cho mình, nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em. Và Khải hay livestream vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha mọi người trên kênh Di Khải Gaming nha. Anh em rảnh tay thì có thể lên search YouTube và cũng như fanpage cho Khải một follow ủng hộ cho nha anh em.